AUG, nghe một, một mạng và hai mạng trong dây leo. Garotti sẽ phải trên. Garotti chắc chắn là như vậy rồi, không hề chuẩn bị. Mọi phép gỡ một nhịp trên cao đèn Mozuko, nhưng Mozuko một chạm. Fake nhịp 2 rất lì lợi đến từ Mozuko. Bản lĩnh 5 nhịp 3, nhịp 4 lần này là nhịp thật. Lần này là nhịp thật của Mozuko. Úi, rồi, 1 cho Tony, 2 cho Tony, 3 cho Tony, mẫu mực chưa? Origami hở khe kia không ạ? Hai thương binh, Origami, double kill. Sẽ nhìn thấy tò mò này, trời ơi, cả Kami, cả dây leo trắng đã được đặt góc chề trước, nhưng đó là cái chiếc poker hoàn thất bại. Chỉ còn lại Garotti mà thôi. Người tôm sẽ được tiếp cận khu vực offside. Garotti đang lựa thời cơ của mình để giặt. Garotti đang lựa thời cơ giặt và tôm đã có kill, và đó là tôm. Tiên tình của Poker One thì quá dễ rồi. Hóa ra là nhau. Ra cái này thì nó là hai mạng quá dễ dành cho Poker One. Video đang về, họ sẽ về để họ đấu súng. Mạng dành cho Poker One, đáp một kêu dành cho Poker One. Đến từ Mozuko. Đó là phút của dây leo và Kami bắt cover. Kami cũng chết, trời ơi Kami ơi. Tràn vào, lộ vị trí tới từ Kami. Kami hạ gục được một. Kami chưa kết thúc được cái mạng thứ hai. Garotti 40 máu còn lại. Garotti 7 máu còn lại. Và đó vẫn là chiến thắng dành cho bên phía của team Alotan. Còn một người nữa. Kami chậm vậy. Team bờ bật hay đấy chứ. Và bây giờ là hiếu mèo 2 còn hay hơn. Nghĩa là bắt buộc hiếu mèo phải mù. Và PM hạ gục được thành công tin. Còn là một tình kéo mà rồi, double kill dành cho BM luôn mà. Đã đóng vui thành công và mạng cho TTM chỉ kiếm được 1 triple kill. Đúng vậy, KZ đáng trách sẽ có double kill cho LD. Chắc chắn là như vậy. Kìa, LD không trách này. Hai mạng. Đang nghe tiếng nhảy kéo 1. Một còn lại đang fighter. Chiến fighter đó là kiếu mèo. Ủa, gì đây? Ui. Bắt đầu thông được. PM sẽ có góc rất đẹp để có mạng. PM quấy pha đến giữa chỉ còn PM nếu check được người cuối cùng rồi. Vậy là chỉ còn một PM 8 giây. Gơ thất bại rồi. David và Hiếu Mèo đang sấy. Hiếu Mèo có được cái đầu phát hiện cả C4. PM không có sai thành công và vẫn là Hiếu Mèo thôi. Và ba máu vẫn kịp đổ lên cái mạng tiếp theo. Chỉ còn là một mình tin mà thôi. Một bên một đã đổi về khẩu M4. Người viên bất ngờ phải thay đạn. Lợi đã có ít hồ về thay đạn này, và đó là vị trí của Lợi không vượt qua được tinh. Đã được phóng tới lần tuyển chung người yêu máu, đó là vị trí của Lợi đã đập và hai viên cột. Và ngay kìa, nhưng David đã chặn đánh không ai nhìn khu vực này. David có hai mạng miễn phí và kẹt lại là ZDK, ba mạng cho David. Nhà cũng bị ăn bom bom bởi tình huống stack lên. Lợi thế gọi tên ranh cây. Bắn thủng mục TTM, KZ cũng có mạng, double kill cho KZ, triple kill cho KZ. Vẫn còn vị trí của mèo vừa vùng vít, cuối cùng David cũng đã nhổ được, David có double kill. TTM đang tự thủ, TTM với khẩu M4 của mình, TTM không thể vượt qua David. Súng này, Dương Toàn đã cấu đi 85 máu rồi, ZDK có mạng. Né ZDK ừ, giờ đây muốn chơi hiệp 2, ZDK không chơi, và đây, không chơi thì một xe AP thôi. KZ đổi được một, đúng có cái mạng thứ hai, và bây giờ trong khu bom sai. ZRK ơi, một dành cho ZRK, nhưng ngay lập tức là Hiếu Mèo. Hiếu Mèo bắn cả M4 luôn thì đủ hiểu là nó khó như thế nào rồi. Ba mạng dành cho Hiếu Mèo và chấm hết.